Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được chia sẻ bộ đề thi tham khảo lý thuyết lái xe tại Mỹ năm 2022, bang Alabama, đề số 2. Bộ đề này được Thắng biên soạn từ DMV. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Khi nộp đơn xin giấy phép lái xe, bạn sẽ có một bài kiểm tra bao gồm nhiều phần. Tất cả đều là bắt buộc. Bạn sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi về luật giao thông và xác định một số biển báo, nhất định bằng hình dạng, màu sắc hoặc biểu tượng xuất hiện trên chúng. Các câu hỏi dựa trên thông tin được cung cấp trong sách hướng dẫn lái xe của Alabama. Việc nghiên cứu sách hướng dẫn trước khi làm các bài kiểm tra bằng lái xe DMV mẫu và lớp nên làm, số câu hỏi trong đề thi 40 câu, điểm để vượt qua bài thi 32 câu. Bài kiểm tra 4. Câu số 1. Bạn đã dừng xe lửa ở nơi giao nhau với đường sắt sau khi tàu đi qua, bạn nên chọn câu C, cả hai điều trên. Câu số 2, dấu hiệu này có nghĩa, chọn câu C, không được rẽ phải. Câu số 3, câu nào đúng khi chuyển làn đường, chọn câu B, nhìn qua vai phải của bạn để di chuyển làn đường bên phải và vai trái của bạn để di chuyển làn đường bên trái. Câu số 4, khi đang lái xe vào ban đêm, một chiếc xe đang chạy về phía bạn bật đèn chiếu xa, khiến bạn khó nhìn thấy con đường phía trước, bạn nên chọn câu B, nhìn về phía trước bên phải của làn đường của bạn. Câu số 5, bạn nên luôn đi du lịch, chọn câu C, với tốc độ phù hợp với điều kiện đường xá và thời tiết. Câu số 6, một biển báo màu cam như thế này có nghĩa, chọn câu A, có đường phía trước. Câu số 7, dấu hiệu này có nghĩa, chọn câu C, xuống dốc phía trước. Câu số 8, bạn đang ở trên xa lộ và xe cộ đang hòa vào làn đường của bạn, bạn nên chọn câu A, dành chỗ cho lưu lượng hợp nhất nếu có thể. Bài kiểm tra 5. Câu số 1, nếu lốp xe bị xì đột ngột khi đang lái xe, bạn nên chọn câu A, nắm chắc tay lái, giảm tốc độ và thoát ra khỏi làn đường. Câu số 2, để tránh mức độ bám đường trên đường ướt, bạn nên chọn câu C, chậm lại. Câu số 3, khi thấy dấu hiệu này, bạn nên dừng lại và chọn câu C, kiểm tra giao thông các hướng trước khi tiếp tục.
Câu số 4. Đi xe máy quá gần sẽ rất nguy hiểm vì... Chọn câu B. Một xe máy có thể dừng lại nhanh hơn nhiều so với một xe chuẩn. Câu số 5. Cần phải sử dụng dầm thấp của bạn bất cứ lúc nào. Chọn câu C. Trong sương mù. Câu số 6. Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn thấy các phương tiện khác do khói bụi bay ngang qua đường, bạn nên lái xe chậm hơn và bật chế độ. Chọn câu C. Đèn pha. Câu số 7. Các thiết bị điều khiển giao thông khác nhau trong các khu vực thi công và bảo trì có màu sắc. Chọn câu B. Màu da cam. Câu số 8. Luôn dừng lại trước khi băng qua đường lay khi. Chọn câu A. Không có chỗ ở phía bên kia để bạn hoàn toàn băng qua đường lay. Bài kiểm tra 6. Câu số 1. Khi lái xe sau xe khác vào bảng đen, bạn nên chọn câu A. Để đèn pha của bạn ở chế độ chiếu tia thấp. Câu số 2. Để đi vào khoảng trống trong giao thông đường cao tốc, chọn câu B. Kiểm tra phía sau bạn, sau đó quan sát xe phía trước. Câu số 3. Câu nào sau đây là đúng về ma túy và lái xe? Chọn câu B. Ngay cả thuốc không kê đơn cũng có thể làm giảm khả năng lái xe của bạn. Câu số 4. Khu vực cấm là các khu vực xung quanh xe tải, nơi xe ô tô. Chọn câu A. Biến mất trong các điểm mù hoặc quá gần làm hạn chế khả năng dừng lại và điều khiển an toàn của tài xế xe tải. Câu số 5. Trẻ em đi xe đạp nên được người điều khiển phương tiện cơ giới cho thêm không gian vì. Chọn câu C. Cả hai điều trên. Câu số 6. Một chiếc xe tải lớn đi trước bạn và đang rẽ phải vào đường có hai làn đường mỗi chiều. Xe tải. Chọn câu B. Có thể phải xây người lộng để hoàn thành lượt rẽ phải. Câu số 7. Xe bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm. Chọn câu C. Tại mọi thời điểm. Câu số 8. Bạn lái xe phòng thủ khi. Chọn câu C. Giữ cho mắt của bạn chuyển động để tìm kiếm các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp mọi người trong video kỳ sau. Chào tạm biệt.